Xin chào tất cả mọi người đã trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio. Và trong clip ngày hôm nay thì Khôi giới thiệu với anh em một bộ ghép đến từ các thương hiệu của Anh Quốc và của Na Uy. Bộ ghép này sẽ là một âm ly tan mật TR2075 và Khôi đang ghép với cặp loa Wattpedal Velux 60 đời đầu. Thì trong clip này thì Khôi sẽ giới thiệu về cặp loa. Còn âm ly thì cách đây 3-4 ngày trước Khôi đã lên sóng rồi nha. Và âm ly rất tuyệt vời. Đây Khôi đang test nhạc cái này thì Khôi sẽ mở nhỏ lại chút nha. Rồi thì con âm ly này đời lớn, 2075 là một trong những đời lớn của cái hãng này rồi, anh em tham khảo nha. Đời lớn, công suất lớn 260W, đánh được AR2, AR3, đánh được JBL 100 vân vân nhé. Chất âm ngọt ngào mềm mại, vỏ thì nó là màu đỏ xịt gút nè, nó hơi bong bóng một chút ha. Đấy. Rồi đèn đồ các kiểu là còn zin hết nhé. Đó, phiên bản này là đời Mỹ, phiên bản Mỹ này là jack bình thường, jack AV rồi jack loa bình thường. Còn phiên bản của châu Âu á, là nên phải đổi dây jack ha. Châu Âu điện 220, còn này là điện 120. Rồi con âm ly thì cũng rẻ thôi nè. Những năm trước thì con này nó sẽ rơi vào từ 24 đến 26 triệu, 22 đến 26 triệu tùy theo thời điểm. Nhưng mà năm nay nè, nó chỉ còn trên 15 triệu chút xíu thôi, rất là rẻ luôn nha. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ nói về cặp loa. Thì Wattpedal là thương hiệu Anh Quốc này. Thì cái cặp này nằm trong cái dòng loa cổ. Trong dòng loa cổ thì mở khi chân quay cao tí. Mở nhỏ lại chút nè. Thì để cho nó dễ trao đổi. Thì cặp này là đời đầu căng cước này. Trong cái dòng Wattpedal này nó có nhiều đời. Nó có đời là đa phần thì nó là vải bố này. Còn khó, ít khi nào mà có căng cước như thế này. Logo chữ xéo, logo chữ nổi ha. Thì đời đầu của này nó rất là hiếm nha. Ngoài cái việc là nó đẹp thì nó hiếm gặp ha. Chất âm thì nó cũng không có khác nhau, nó cũng giống nhau. Nó có nhiều đời thì có thể là cái tụ phân tần nó khác nhau chút xíu, tụ to tụ nhỏ thôi. Còn đời này tụ to, tí nữa cô sẽ tháo ra cho cùng xem. Thì cặp này anh em nó vuông vức, mới nhìn từ xa là giống với AR3, giống đúc với AR3 luôn, không khác gì luôn. Từ cái thùng cho tới cái lưới và cái đít luôn nha. Đó. Thì phía sau nó có một cái cốt chỉnh nữa nha. Đây phía sau này có một cái cốt chỉnh nè, cốt chỉnh này, cốt này cốt chỉnh chỉnh chép á. Thì cái đời đầu á, tại sao có nhấn mạnh đời đầu là sao? Đời đầu là cụ từ Anicon ống bơ đít đỏ nha, kể cả loa chép cũng vậy, có một cái lỗ hơi đó. Dòng Anh Quốc 18 ohm nha, cũng rất là dễ ghép, bắt giấy gân vải nó không hề khó. Khó là ở đây là do nhiều anh em không để ý về cái đời, mua những cái cụ ferrit về thì nó khó quấn là đúng rồi, còn anh em mua cụ Anicon ống bơ thì hoàn toàn dễ quấn luôn. Nhạc vàng là một trong những sợi nhạc ở Việt Nam rất là khó ghép, nhưng mà cặp này đánh rất tốt và hôm nay Khôi sẽ đánh nhạc vàng. Còn nếu như mà ngày mai thì Khôi cặp loa còn á thì Khôi sẽ đánh với acoustic và Khôi sẽ ghép với đèn, bởi vì âm ly đèn đánh thành quốc ferrit rất là hay luôn nhé. Đó, vài thông tin để chia sẻ với anh em như vậy. Loa còn nguyên bản chưa xì ba luôn, anh em thích đẹp thì Khôi sẽ xì ba luôn ha. Rồi bát ba tắc của Anicon ống bơ giá 10.500.000, công bố giá tại đây luôn. Đấy, công bố giá luôn ha, để anh em biết mình cân đối tài chính mình chơi. Zin nguyên bản tuyệt đối, từng có lọc một rồi. Ok, nói vậy thôi. Thì bây giờ thì Khôi sẽ tháo cái đít nó ra nha, cho anh em xem được cái cụ bên trong. Vì cặp này là chưa, cái này là căng cước, mình có muốn tháo rời thì tháo phía trong ha. Tháo ra thì mình phải làm một cái căng rời. Thì cái đó là anh em thích chơi thì mình đổ lại. Rồi không, mình cứ để nguyên bản như vậy. Sau này mình chơi mình dễ thanh khoản nha. Ok, rồi bây giờ thì Khôi sẽ test nhạc vàng với Thúy Hà đi ha. Đang có sẵn cái đĩa Thúy Hà, Khôi đang test nhạc cho cặp clip trước thì Khôi test luôn nha. Còn anh em yêu thích thì lại lật nhào thì mình bỏ vào để mình trải nghiệm. Ok, bây giờ đợi Khôi tháo loa rồi test nhạc. Nó còn rất đẹp ha. Zin từ con nóc luôn, con nóc luôn anh em. Con nóc luôn. Đấy, nó là đít đỏ ha, đít đỏ. Đó. Rồi, ok, thì Khôi quên tháo trước cho anh em xem. Nhưng mà bây giờ thì Khôi sẽ tháo ốc ra để cho anh em cùng xem được cái cụ nó. Thật ra nó là đồ hàng thì nó cũng có ở trên mạng rồi. Nhưng mà bây giờ Khôi tháo nó lại cho anh em cùng xem ha. Đây mọi người, tháo rất lâu nè. Toàn là ốc dẹp ha, lúc Khôi quay rồi là ốc dẹp nè. Rồi trong này cũng vậy, ốc nhỏ. Cái mic, cái chép ở đây nó được bọc lại một cái hộp này nè. Đấy, cái hộp này nè, nó bọc lại như thế này. Rồi, được không? Mở rất là mất công luôn.
Thì đây là toàn là cụ Anico number đít đỏ. Đây nè, đây là nó có nhiều đời lắm, nó có đời cái cụ từ như cái bánh chưng nữa. Rồi đời cụ tròn thì cụ này để được người chơi đánh giá là nghe hay, mềm mại, ngọt ngào đấy anh em ha. Thì chép này gọi là chép nhìn phíp gì đó nha. Thật sự là cái chép cũng mấy triệu đây. Theo đánh giá mà theo là gọi là theo cái cấu hình á thì cũng mấy triệu, tụ phân tần cốt tùm lum này ha. Đó, cùng xem. Đó. Mọi thứ ở đây là zin toàn bộ luôn. Đấy, cho nên em yên tâm. Với lại từ hồi giờ em lo nó chẳng có bao giờ nó hư một cái gì hết. Đó. Đây là bát ba tấc. À, bát giấy gân vải nha. Đem nuôi gân vải này, còn rất là mềm luôn, mềm xèo luôn. À, đánh bát là ra bừng tung bừng luôn nhé. Rồi ok, thì đó là cái phần lột gan, thì cứ hai cái như khối tháo một cái thôi, bởi vì tháo nó mệt quá nên không gộ là còn rất là mới luôn ha. À, người ta hay nói dùng từ là còn thơm, còn thơm mùi mị luôn ha. Bây giờ thì tôi sẽ lắp vào và sẽ test một bản nhạc vàng luôn, chơi luôn nhạc vàng cho anh em cùng nghe. Còn sở trường của nó thì chắc chắn rồi, acoustic trữ tình nhẹ nhàng nhé. Rồi đôi mắt nhỏ bên buồn vì mình.
thì Khôi đánh nhạc vàng. Còn ngày mai nhé, nếu mà Khôi có thời gian thì Khôi sẽ đánh nhạc acoustic. Tự tình là cái cặp này đánh acoustic rất là hay, và đặc biệt là ghép đen cũng tuyệt vời. Ngày mai anh em đón xem clip tiếp theo nhé. Rồi về mức giá cặp loa thì 10.500, còn có 5 ly thì sẽ có cái giá tốt nhất cho anh em nào mà thiện chí alo chốt hàng anh em nhé, chỉ hơn 15 triệu chưa tới 20 triệu nhé. Trong vòng lịch quận đó thì sẽ giao dịch được. Và clip của tôi xin phép tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại tất cả những món hàng sau.